Tại sao du khách không được mang quá 100ml chất lỏng lên máy bay? Vương quốc Anh là nước đầu tiên đưa ra quy định cấm mang quá 100ml chất lỏng lên máy bay. Điều này xuất phát từ một trong những vụ khủng bố lớn nhất nhắm tới đường hàng không nước này. Tháng 8 năm 2006, cảnh sát Hoàng gia Anh phát hiện và vô hiệu quá một âm mưu khủng bố trên máy bay. Cụ thể, những kẻ khủng bố ngụy trang thiết bị nổ trong chai nước ngọt và giấu pin ở hành lý. Chúng âm mưu lắp ráp bom trên máy bay với ý định kích nổ để giết hàng trăm người. Sau sự việc này, Anh quy định cấm hoàn toàn việc mang chất lỏng lên máy bay. Trong trường hợp đi cùng trẻ nhỏ cầm theo sữa, bố mẹ phải uống chất lỏng khi qua cổng an ninh. 3 tháng sau, chính quyền Anh mới nới lỏng quy định. Theo đó, hành khách chỉ mang không quá 100ml chất lỏng lên máy bay. Đó cũng là quy định được áp dụng cho tới ngày nay. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA nhận định việc giới hạn 100ml chưa phải là phương pháp lâu dài. Sau đó, Ủy ban châu Âu đã bàn tới phương pháp sử dụng công nghệ tiên tiến kiểm tra hành lý tại sân bay. Mặc dù có thể gây bất tiện với hành khách, nhưng nhằm ngăn chặn những âm mưu khủng bố và đảm bảo máy bay hạ cánh an toàn, du khách nên tuân thủ chấp hành mọi quy định an ninh hàng không. Huy Hoàng, theo Cúp Đơ Hú, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.